bị giao hậu Giang á con, IC6 bà con. IC6 nguyên sườn nguyên đuôi. Về hậu Giang. Có đuôi không? Đấy. Cái vàng chở với hai cái bánh đó. Ồ, nó chở ghê ta. Có đầu máy luôn luôn à. Nguyên bộ đó bà con. Về Hậu Giang. Hậu Giang phải không? Con này cũng còn đẹp nè, con xanh giờ. Long Mỹ, Hậu Giang. À, Long Mỹ, Long Mỹ Di Thanh Hậu Giang đúng rồi. Nè xe ôm chuyên nghiệp nó dám chở các bà con. Alo. Rồi. Khoảng 80 cây không anh Dũng? Ghê ha, đi đường xa không ha. Có sự sáng à. Sự sáng. Giao hàng khắp miền Tây mà con. Xe đúng đâu em? Kêu kìa. Đừng có chạy. Phan phan lấy cái này chặn lấy chạy tao cũng. Giấy chặn lại cái. Ủa cũ không phải làm cho đẹp chút. Để con này còn đẹp lắm. Phan phan phan. Được không? Ít nhỏ vậy. Rồi xây nó ra. Mới bà con ơi.